Triều đại Joseon chính là triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên. Năm 1912, dưới ách thống trị của Nhật Bản, công chúa cuối cùng của Triều Tiên chào đời. Đó chính là công chúa Đốc Hy, vì cô là con của phi tần, chứ không phải con gái của hoàng hậu. Đốc Hy chính là người mà vua Gojong thương yêu nhất, vì cô là người con gái duy nhất của ông. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, thì người đời đã sớm chứng kiến sự suy tàn của vương triều Triều Tiên với cuộc đời bạc mệnh của công chúa Đốc Hy. Đầu thế kỷ 20, Nhật Bản sáp nhập bán đảo Triều Tiên. Một hiệp ước được ký kết, hoàng gia Triều Tiên kể từ đó phải chịu sự chi phối của Nhật Bản. Đồng thời, triều đại Triều Tiên bị chia thành hai phe. Một là phái thân Nhật, góp sức để phục vụ Nhật Bản. Thứ hai là phái độc lập, chủ trương chống lại Nhật Bản. Lúc này, lo lắng con gái bị người Nhật cướp đi, nhà vua quyết định gả Đốc Hy cho Chang Han, cháu trai của một vị quan cận thần. Nhưng kế hoạch của vua chưa tiến hành, đã bị người Nhật phát hiện, thế là ông đã bị chúng đầu độc chết. Khi mới 7 tuổi, Đốc Hy đã mất đi chiếc ô bảo vệ duy nhất của mình. Năm 1925, để phá vỡ sức mạnh còn lại của triều đại Triều Tiên, Nhật Bản yêu cầu Đốc Hy phải đến Nhật Bản. Đốc Hy không đồng ý, nhưng chúng lại lấy mẹ cô ra uy hiếp. Đốc Hy bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Trước khi đi, mẹ tặng Đốc Hy một bình nước nóng, hy vọng cô nhớ cái chết của cha mình. Đừng tùy tiện uống bất cứ thứ gì của người Nhật. Dưới sự hành lễ của các cung nữ, Đốc Hy rời quê hương đến Nhật Bản. Lúc này cô mới 13 tuổi, bên cạnh chỉ có một người hầu gái. Vài năm sau, Đốc Hy ở Nhật Bản lớn lên vô cùng xinh đẹp. Tuy con người cô ở Nhật Bản, nhưng trái tim vẫn luôn nhớ về quê hương. Thời gian mà người Nhật hứa sẽ cho cô trở về nhà đã trôi qua lâu rồi. Đốc Hy chất vấn phía Nhật Bản, đến khi nào thì cô mới có thể trở về? Câu trả lời dành cho cô chính là cả đời này cô cũng đừng mơ trở về Triều Tiên nữa. Hơn nữa, Nhật Bản còn muốn tìm cho cô một người chồng để kết hôn. Mặc dù vậy, Đốc Hy luôn âm thầm chờ đợi cơ hội trở lại. Mà ngoại trừ Đốc Hy, cháu trai của cô cũng chính là cháu trai của vua Gojong là Rigu cũng ở Nhật Bản. Rigu là một thành viên quan trọng của quân đội giải phóng Triều Tiên, thường tổ chức cho sinh viên Triều Tiên giúp đỡ đồng bào. Hôm nay, Rigu đưa Đốc Hy đi tham gia hội nghị của lưu học sinh. Nội dung là người Nhật cưỡng bức lao động Triều Tiên. Nhưng cuộc họp mới diễn ra được một nửa, cảnh sát Nhật Bản đã xông vào. Thời điểm quan trọng, một người đàn ông xuất hiện. Anh chính là thanh mai trúc mã thời thơ ấu của Đốc Hy, Chang Han. Lúc này, Chang Han đang ở Nhật Bản, trở thành thiếu tá quân đội Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, anh vẫn bí mật liên lạc với quân giải phóng Triều Tiên. Chang Han thông qua mật đạo đưa Đốc Hy rời đi. Đốc Hy lúc này rất vui vì ở Nhật Bản cuối cùng cô cũng có một người để nói chuyện. Chang Han nhân cơ hội này đề nghị cô chạy trốn Thượng Hải, Trung Quốc. Đốc Hy đồng ý, dù sao đi nữa, cô ấy không thể ở lại Nhật Bản. Việc chạy trốn này đòi hỏi một quá trình chuẩn bị. Lúc này người Nhật lại tìm đến cửa. Lao động của Triều Tiên bạo loạn, Nhật Bản hy vọng Đốc Hy sẽ có bài phát biểu cho họ. Nhưng Đốc Hy một mực từ chối. Làm sao cô có thể nói những điều tốt đẹp về Nhật Bản trước mặt đồng bào của mình, những người đang phải chịu đựng áp bức. Nhưng người Nhật lại nói, nếu cô chịu đứng ra, sẽ cho cô về nước. Điều kiện này là quá hấp dẫn. Mẹ của Đốc Hy bị bệnh nặng, cô rất muốn được trở về để chăm sóc cho bà. Sau đó, Chang Han đến thuyết phục Đốc Hy, cô là sự tôn nghiêm cuối cùng của hoàng gia Triều Tiên, tuyệt đối không được khuất phục người Nhật. Nhưng Đốc Hy cũng rất bất lực. Cô ấy không chỉ là công chúa của Triều Tiên, mà còn là con gái của mẹ cô ấy. Ngay phát biểu, Đốc Hy làm trái với lương tâm lên sân khấu, đối mặt với hàng ngàn lao động Triều Tiên. Cô đọc bài phát biểu đã được người Nhật soạn sẵn, nhưng phát biểu được một nửa, một cô bé lao động đột nhiên ho lên. Đốc Hy nhìn về phía cô bé đó, nhớ lại những gì lưu học sinh đã nói trong cuộc họp cô tham gia lần trước. Lao động Triều Tiên bị áp bức ở Nhật Bản. Ngay cả những đứa trẻ mới chỉ vài tuổi cũng bị bắt làm việc cả ngày lẫn đêm. Nói là lao động, đúng hơn phải gọi là nô lệ. Nghĩ đến đây, Đốc Hy buông bản thảo xuống. Nước mắt lưng tròng, cô nói ra những lời đến từ trái tim với người lao động bằng tiếng Hàn. Cô hy vọng những người lao động sẽ kiên nhẫn, chờ thêm thời gian. Sớm muộn cũng sẽ lấy lại được những gì đã mất. Sau bài phát biểu, những người lao động lần lượt vỗ tay xúc động. Vô số người lao động tiến lên, hy vọng công chúa sẽ đưa họ về nước. Nhưng Đốc Hy còn không thể tự bảo vệ mình, thì làm sao có thể bảo vệ được những người lao động này? Tên phản bội người Triều Tiên, tướng thân Nhật Han Tae-soo rất tức giận, cho ngay Đốc Hy một cái bạt tai. Thế là hắn bị người hầu của Đốc Hy là Bok Sun đập cho một trận, cuối cùng bị Chang Han kéo đi. Ban đêm, Đốc Hy đến phòng Bok Sun. Hai người nằm ngủ cùng nhau, an ủi động viên nhau như hai chị em. Đột nhiên, một nhóm lính Nhật xông vào. Bởi vì hôm nay Bok Sun công khai chống lại Tae-soo, nên bọn họ sẽ đưa cô về Triều Tiên. Bok Sun cố gắng chống cự, cho dù thế nào cô cũng không rời bỏ chủ nhân của mình, nhưng lại bị người Nhật đánh cho chảy máu đầu. Vì sự an toàn của Bok Sun, Đốc Hy đành phải ra lệnh cho cô ấy về Triều Tiên trước và hứa rằng mình sẽ trở lại tìm cô ấy. Cứ như vậy, Bok Sun bị dẫn đi. Từ đó, Đốc Hy mất đi người chị em duy nhất có thể nói chuyện. Ngay sau đó, cô lại nhận được tin mẹ cô đã qua đời. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, Đốc Hy cuối cùng cũng bật khóc. Đồng thời, Nhật Bản đang sắp xếp một đối tượng kết hôn cho Đốc Hy. Lúc này, cô càng thêm kiên định với ý tưởng chạy trốn sang Trung Quốc. Ngoại trừ Đốc Hy, hoàng tử Jeon cũng bị cưỡng ép đưa đến Nhật Bản từ lâu và đã kết hôn với người phụ nữ Nhật Bản.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Đốc Hy, Jiun cũng đồng ý cùng chạy trốn. Rất nhanh, mọi người bắt đầu vạch ra kế hoạch chạy trốn. Một mặt, bọn họ sẽ gài bom trong một khán phòng, nơi các quan chức chính phủ Nhật Bản tập trung. Đồng thời, Jiun và Chang Han sẽ tập hợp ở điểm bí mật trước. Bên này, Đốc Hy nhân lúc cùng vị hôn thê đi chọn váy cưới thì sẽ chạy trốn. Kế hoạch chính thức bắt đầu, Jiun và Chang Han thuận lợi đến điểm bí mật. Còn Đốc Hy đang cố gắng thuyết phục vợ của Jiun chạy trốn. Khoảnh khắc vợ của Jiun do dự, quả bom trong khán phòng phát nổ. Các quan chức Nhật Bản đã bị giết, nhưng tên Taek-su lại may mắn sống sót. Cũng may trước khi hắn phát hiện ra, Đốc Hy đã đến được điểm bí mật. Nhưng bây giờ sự tình bại lộ, tất cả các đường trốn thoát đều đã bị chặn. Xe của Jiun cũng bị quân Nhật chặn lại. Tiểu đội giải phóng phụ trách bảo vệ Jiun bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại một mình Jiun, không ai biết điều gì sẽ xảy ra với anh ấy. Bên này, Taek-su đã đến khám xét căn cứ bí mật. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chang Han khởi động xe. Sau một cuộc hỗn chiến, anh cuối cùng đã đưa Đốc Hy an toàn đến tỉnh Shizuoka. Hai người họ cuối cùng cũng có một nơi an toàn để dừng chân. Đốc Hy băng bó cho Chang Han đang bị thương. Hai người sưởi ấm cho nhau, nói chuyện, uống rượu, tình cảm dần tăng lên. Chang Han còn hứa khi đến Thượng Hải sẽ dẫn Đốc Hy đi ăn món bỏ mũ vị thơm ngon nhất. Ngày hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, định tiếp tục xuất phát, nhưng vừa mở cửa đã gặp quân Nhật. Đạn bay đến như mưa, Chang Han chỉ có thể vừa trốn vừa chống trả. Nhưng hỏa lực của đối phương quá mạnh, Chang Han bảo Đốc Hy rời đi trước, còn anh sẽ ở lại yểm trợ cho cô. Hai người ôm nhau chia tay. Chang Han còn hứa sẽ đi tìm cô trong 10 phút nữa. Sau đó, Đốc Hy liều mạng chạy trốn, còn Chang Han một mình chiến đấu với quân Nhật. Cũng may, quân Nhật cuối cùng đã bị giết bởi những quả bom được Chang Han mai phục trước đó. Hai người cuối cùng đã gặp được nhau bên bờ biển. Khi con thuyền dần dần cập bến, hai người vô cùng kích động, cuối cùng họ cũng có thể về nhà. Nhưng lúc này, Chang Han phát hiện ra sự bất thường của người lái thuyền. Thì ra, Taek-su đã phát hiện ra tung tích của bọn họ từ lâu. Với một tiếng súng vang lên, Chang Han bị Taek-su bắn trúng. Đốc Hy cũng bị người Nhật đưa đi. Hai người cứ như vậy ly biệt. Sau đó, Đốc Hy bị ép phải kết hôn với bá tước Takeruki. Lúc này cô chỉ mới 19 tuổi. Vài ngày trước khi kết hôn, Đốc Hy không ăn không uống, chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Hai năm sau, Đốc Hy và Takeruki có một cô con gái. Bởi vì sự hiện diện của con gái, cuộc sống của Đốc Hy mới có chút màu sắc. Tháng 8 năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng. Nghe được tin này, Đốc Hy vô cùng xúc động. Cô ấy đã chờ đợi 20 năm, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Bởi vì Nhật Bản đã đầu hàng, một số lượng lớn người Triều Tiên bị mắc kẹt ở Nhật Bản đang háo hức trở về nhà. Đốc Hy ly hôn chồng, đưa con gái đến cửa khẩu. Cô nghĩ rằng mình đã có thể trở về nhà. Nhưng khi cô báo tên của mình, lại nhận được câu trả lời Triều Tiên đã từ chối sự trở lại của cô. Đốc Hy quả thực không thể tin được. Cô hỏi đi hỏi lại nhân viên, cô ấy đến từ Triều Tiên, tại sao lại không thể trở về nước? Khi Đốc Hy ngã xuống đất, một người đàn ông đi qua. Hắn chính là Taek-su. Hắn chế nhạo Đốc Hy, cả đời này cô cũng không thể quay trở lại Triều Tiên. Đốc Hy không hiểu tại sao, chỉ cười như điên. Hóa ra, chính quyền Triều Tiên để ổn định chế độ, ngăn cản việc khôi phục vương quyền. Đó là lý do tại sao yêu cầu về nước của Hoàng gia Triều Tiên bị từ chối. Sau đó, tình trạng tinh thần của Đốc Hy ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, cô đã bị đưa vào một bệnh viện tâm thần. Trong bệnh viện tâm thần, Đốc Hy thường cố gắng tự tử, nhưng tất cả đều không thành công. Đốc Hy bây giờ đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp và thông minh nữa. Đầu cô bạc trắng, tinh thần hoảng loạn, tiểu tụy hốc hác, trở thành một bà già. Trong những năm cô ấy ở bệnh viện tâm thần, không có ai đến thăm cô. Cô ấy đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Và đứa con gái duy nhất của cô không chịu được đả kích nên đã tự tử. Trong những năm Đốc Hy bị giam trong bệnh viện tâm thần, triều đại Triều Tiên đã bị diệt vong. Đại Hàn Dân Quốc xảy ra nội chiến, đất nước bị chia cắt thành hai miền, chính là Hàn Quốc và Triều Tiên ngày nay. Thời đại đã hoàn toàn thay đổi, mà công chúa Đốc Hy cũng đã bị thế giới lãng quên từ lâu. Cũng may vẫn còn một người nhớ tới cô ấy, chính là Chang Han. Anh ấy vẫn còn sống, chỉ bị gãy một chân. Nhiều năm sau, Chang Han trở thành một nhà báo. Anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đốc Hy. Cuối cùng đã tìm thấy cô trong một bệnh viện tâm thần. Nhìn thấy bộ dạng của Đốc Hy bây giờ, anh vô cùng đau lòng. Tại cuộc họp báo, Chang Han chất vấn các quan chức Hàn Quốc. Tại sao Hoàng gia Hàn Quốc vẫn bị bỏ rơi ở nước ngoài? Tại sao họ không thể trở về nhà? Có lẽ nhờ vào sự kiên trì của Chang Han, chính quyền Hàn Quốc cuối cùng đã quyết định đưa Đốc Hy trở về nước. Chang Han đến bệnh viện tâm thần, Đốc Hy run rẩy được y tá đỡ ra. Lúc này Đốc Hy đang trong trạng thái mê man, nhưng vẫn ôm bình giữ nhiệt mà mẹ cô đã tặng cho cô nhiều năm trước. Đốc Hy thầm đọc tên Chang Han với đôi mắt trống rỗng, mơ hồ nhớ về quá khứ. Năm đó ở biển, Chang Han muốn cô chờ mình 10 phút, nhưng cuối cùng lại phải chờ đợi hơn 10 năm. Lúc này, hai người già ôm nhau bật khóc. Năm 1962, sau 38 năm, Đốc Hy cuối cùng đã được trở lại Hàn Quốc. Trên máy bay, cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đó là quê hương bao năm cô luôn mong nhớ. Cánh cửa ra sân bay mở ra, từng tiếng gọi tiểu thư truyền đến. Đó là các cung nữ ngày xưa, họ đến đây để chào đón Đốc Hy trở về nhà.
Dok-hi mang theo thân hình già nua, từng bước tiến về phía họ. Các cung nữ đồng loạt quỳ xuống, công chúa của họ cuối cùng đã trở lại. Trong đó, có một người khóc đến xé gan xé phổi. Đó chính là Bok-sun, người hầu từng theo Dok-hi sang Nhật Bản, cũng là người bạn tốt nhất của Dok-hi. Dok-hi dùng bàn tay già nua của mình vuốt ve gò má Bok-sun. Ngày đó, Dok-hi từng hứa nhất định sẽ về nước tìm cô ấy. Không ngờ lại phải mất đến 38 năm mới thực hiện được. Sau đó, Trang Han đưa Dok-hi đến cung điện hoàng gia ngày xưa. Nhìn vào ngôi nhà cũ, ký ức của Dok-hi dường như trở lại thời thơ ấu. Khi đó cô vẫn còn cha mẹ, vẫn là một đứa trẻ vô tư. Nhưng bây giờ triều đại đã kết thúc, cha mẹ cũng chẳng còn. Dok-hi cũng không còn là cô gái thông minh hoạt bát ngày xưa. Cuối phim, Dok-hi và Trang Han ngồi trước cung điện uống nước ngọt. Một thời đại tan biến ở đằng sau, bộ phim dựa trên lịch sử có thật. Trong lịch sử, Dok-hi là công chúa cuối cùng của Triều Tiên. Thậm chí còn bi thảm hơn hình ảnh được xây dựng trong bộ phim này. Cô đã trải qua cuộc đời đầy thăng trầm, cả cuộc đời sống dưới sự áp bức của Nhật Bản. Khi còn trẻ, cô bị rối loạn tâm thần, cô không có sự bảo vệ và tìm kiếm của Trang Han, không có người hầu làm bạn và chăm sóc, không có quân giải phóng giúp đỡ chạy trốn. Điều duy nhất cô có được chỉ có sự lạnh lùng và cô đơn do bị lãng quên. Dok-hi vốn là một công chúa cực kỳ tài năng. 9 tuổi có thể viết lời bài hát, 11 tuổi có thể sáng tác nhạc, 17 tuổi đã phát hành một album. Đáng tiếc sinh không hợp thời, cả đời là một chuỗi bi kịch. 38 năm trước, cô ấy vẫn là một cô gái hoạt bát và thông minh, nhưng buộc phải mặc kimono để đi đến Nhật Bản. Trong 38 năm, cô ấy đã trải qua mọi khó khăn gian khổ, mòn mỏi chờ đợi được trở về. Sau 38 năm, cuối cùng cô đã có thể trở về đất mẹ, nhưng không còn là thiếu nữ hoạt bát khi xưa. Hai mắt chỉ còn lại đờ đẫn và vô hồn, trở thành một bà lão ngớ ngẩn. Ngay cả người dân Hàn Quốc cũng không biết đến sự tồn tại của cô công chúa này. Cuối cùng, Dok-hi qua đời ở một góc của cung điện Trang Đốc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.